Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời quý bà con cùng đi giao máy xay sát gạo gia đình đầu chạy inox. Máy xay sát gạo gia đình đầu inox TF777, dùng để sát lúa trực tiếp cho ra gạo không cần qua công đoạn bóc tách vỏ hay chà bóng. Hệ thống sàng rung lắc dọc giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi gạo một cách hiệu quả. Chức năng nghiền lúa gạo, ngô, khoai, sắn các loại hạt ngũ cốc, vân vân thành cám bột cho gia súc gia cầm. Chức năng làm vỡ bắp, chà bắp, loại bỏ các tạp chất như bụi, muối mọt ra khỏi các loại gạo để lâu ngày. Máy xay sát lúa gạo đa chức năng sát gạo, nghiền cám, sàng rung chất lượng cao. Đây là sản phẩm xay sát gạo với rất nhiều chức năng đáp ứng được cho các cửa hàng kinh doanh hoặc các hộ gia đình. Đầu sát được thiết kế với nguyên lý ma sát giữa trục Zulo bằng hợp kim với sàng sát dạng lưới bằng inox giúp tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo mà không làm đứt gãy hạt gạo như các sản phẩm khác trên thị trường sử dụng nguyên lý Zulo và dao và sàng sát. Qua đó người sử dụng có thể vận hành máy đơn giản điều chỉnh độ trắng da của hạt gạo theo mọi yêu cầu mong muốn một cách đơn giản. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo cho các hộ gia đình hoặc các đại lý với quy mô vừa và nhỏ bán các loại cám, gạo tươi, nghiền bột, vỡ ngô mảnh vân vân, giúp giảm thiểu thất thoát gạo, cám khi mang đi sát dịch vụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Thông số của máy xay sát lúa gạo đầu trà inox TF777, công suất động cơ chính 3 kW giây đồng 100%, tiết kiệm điện năng. Đi kèm hai sàng nghiền với kích thước lỗ 1 mm và 2 mm. Điện áp 220V, 1 pha, điện dân dụng. Tốc độ motor chính 2.900 vòng trên phút, khối lượng máy không motor 61 kg, khối lượng máy cả motor 85 kg. Kích thước máy dài 16 cm, rộng 40 cm, cao 11 cm. Năng suất cho ra sản phẩm: sát gạo 100 đến 200 kg/h, vỡ ngô 100 đến 150 kg/h, nghiền cám 100 đến 200 kg/h. Trục Zulo bằng hợp kim, độ bền sử dụng 8 đến 10 năm, không phải thay thế trong suốt quá trình sử dụng máy. Sàng sát bằng inox nhiệt luyện cao tần cho độ bền sử dụng 5.000 giờ làm việc, tương đương với mức sử dụng hộ gia đình 4 đến 7 năm mới phải thay. Máy sử dụng dễ dàng, người lớn tuổi hay phụ nữ đều có thể sử dụng. Sử dụng linh hoạt các loại động cơ khác nhau, motor điện từ 2,2 kW trở lên hoặc các loại động cơ xăng từ 5 HP trở lên, giúp tiết kiệm thêm chi phí nếu bà con nào đã có các loại động cơ đó. Sản phẩm bảo hành 12 tháng. Chúng tôi vừa mời bà con cùng đi bàn giao máy xay sát gạo đầu inox. Nếu bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy xay sát gạo, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất đến nhu cầu sử dụng của mình. Quý bà con cũng đừng quên đăng ký kênh video của chúng tôi để đón nhận những video về sản phẩm mới tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.